thang máy ư? Không phải, đây là giếng trời. Giếng trời là một cái giải pháp mở rộng không gian và điều hòa không khí cũng như là ánh sáng của ngôi nhà. Đây là một cái giếng trời dạng là không có mái che, tức là cho phép nắng, mưa và gió thông trực tiếp luôn. Ở dưới tầng trệt chỗ này người ta gọi là đáy giếng. Mình có thể trồng cây và có một cái hệ thống thoát nước mưa luôn, bởi vì nước mưa sẽ rơi xuống được. Đây là giếng không mái che mà. Xung quanh thì đã được dựng các khung cửa kính cường lực. Khi mà mình đi ra ngoài hoặc là khi mà trời mưa thì mình sẽ đóng nó lại. Còn bình thường mình sẽ mở cửa ra cho không khí lưu thông. Nguyên lý của giếng trời đó là lấy ánh sáng và đồng thời sẽ hút cái không khí từ đáy giếng, tức là từ bên trong nhà, đi lên và đẩy ra ngoài theo miệng giếng. Miệng giếng thì mình có song sắt bảo vệ rồi. Ở phía trên lầu thì hai phòng ngủ và cả toilet. Những cái phòng ngủ xung quanh cái giếng trời thì sẽ có cửa sổ để mà thông với giếng trời. Đây là một cái giải pháp rất là tuyệt vời dành cho nhà ống, nhà phố khi mà xung quanh là tiếp giáp nhà người khác rất là bí bách.